Thưa quý vị, ngay từ bây giờ, người dân có thể đăng ký online để được tiêm vaccine COVID-19 thông qua ứng dụng sổ sức khỏe điện tử hoặc cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 qua website http 2 2 xuyệt tiêm chủng covid 19 gov vn để đăng ký tiêm vaccine COVID-19 cho mình và người thân. Sau khi thông tin đăng ký tiêm vaccine COVID-19 của người dân được Sở Y tế xác nhận, dữ liệu sẽ được đẩy về Y tế xã phường để lập danh sách. Người đăng ký tiêm chủng phòng COVID-19 thành công sẽ được liên hệ qua số điện thoại đã đăng ký với hệ thống, cùng với các thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số điện thoại, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân, địa chỉ. Ứng dụng này còn có nhiều chức năng khác như khai báo y tế điện tử, cam kết tiêm chủng điện tử khi quy định cho phép. Cập nhật vấn đề phản ứng sau tiêm, cung cấp chứng nhận tiêm chủng điện tử hay còn gọi là hộ chiếu vaccine, Tại đây, người dân cũng có thể theo dõi bản đồ COVID-19 và những thông tin chi tiết về chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 trên toàn quốc.